Rồi, năm đây đã ra farm này. Rồi, ok, giờ vô chém chiếc mồ này, đánh thường này. Đánh thường này, vừa đánh người vừa đánh lính nhá mọi người. Rồi, ok, đánh này, đã lên cấp 2 rồi, nó vẫn đánh mình, chắc chắn nó chết rồi, để tốc biến này. Ui, ấn lộn rồi. Ừ, hên quá, vẫn kịp đủ tầm đánh thường. Trời ơi, pha nó tôi phải tốc biến, không nên ném chiếc 1, chứ mà tôi ném chiếc 1 xong tôi tốc biến. Ui. Rồi, ok, hello, xin chào toàn thể anh em nhá. Chào mừng nó quay trở lại với kênh YouTube của mình nhá. Rồi, hôm nay tôi chơi gian đi rừng mà như anh em thấy là đầu game tôi đã ăn được alo. Trời ơi, mới vô trận mà nó đã nói nhầm rồi. Hôm nay tôi cầm gian đi top đối đầu với vị tướng Zena. Đó, và đầu game tôi đã ăn được một mạng chứ không đầu rồi. Đó, một khi ăn được một mạng rồi thì tôi sẽ ép nó như thế này nè mọi người. Đó, vì một khi mấy con top á, thường nó solo thắng mạng đầu game rồi thì nó cực kỳ dễ ép ở gian đầu trận đến cuối trận nhé mọi người. Có như là mọi người, tỷ lệ mọi người làm chủ cái len đó là khá là cao nha. Rồi, ok, bây giờ thì Zena cũng chỉ biết ôm trụ thôi. Tầm này tôi sắp lên cấp 4 mà nó mới chuẩn bị lên cấp 3 à. Đó. Rồi, bây giờ đi chuyển lên mid nhá, mid tôi đao tranh ở trên kia. Rồi, đi tìm mid thôi. À thôi, bỏ đi mọi người ơi. Mid về rồi nên là bỏ nhá. Không có farm của mid nữa nhá. Rồi, mọi người từ từ nhà mọi người để ý này. Bây giờ tôi sẽ nấp ở đây tí, xong rồi tôi sẽ ra tôi farm con quái này. Đó, tôi farm xong rồi tôi sẽ di chuyển nhá. Đây, còn Zena này. Rồi, tôi sẽ di chuyển vào từ trước hết là chém thưởng rồi đó. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ di chuyển vào rừng thêm bạn nha. Đó, xem à đây là rừng thêm bạn nó mới chết kìa, xem còn quái không. Rồi đây đây còn quái này. Tôi sẽ lấp đây cho mọi người, nhìn nè, kiểu gì, đấy, biết ngay mà. Con Zena này thường nó hòn hay nó vào đây nó farm rừng lắm. Đó, mọi người chú ý nha, rồi ok, xin mạng nha. Trời ơi, đầu game ăn 2 mạng, rồi xong rừng nó chết ở trên luôn là chắc chắn con blue rồi sẽ là của tôi kìa. Ơ kìa, lại cái mà không đủ tâm thế này, phải nổi thật. Rồi, ok, vừa lượm được mạng của Zena, vừa lượm được con blue của con rừng, nó, trời ơi, việc nhẹ lưng cao mọi người. đó là cái lợi khi mọi người đọc map chuẩn nha. Rồi. Kiểu thường tem mày mọi người cứ để ý rừng nó ở trên rồi thằng top nó bị thọt thì đương nhiên thì tỷ lệ nó sẽ vào cướp đánh con quái nhỏ đấy thì sẽ là khá là cao thôi. Nói chung là không phải trận nào cũng thế nhưng mà thường chơi nhiều, chơi rank cao nhiều thì nó cũng sẽ có kinh nghiệm mọi người, kiểu chơi nhiều thì có kinh nghiệm thôi. Rồi đó, nên là mọi người muốn đọc map tốt thì mọi người phải chơi thật nhiều thôi, chứ nói muốn luyện ngay thì cũng hơi khó đấy. Mọi người phải để ý để nó vô con tà hẳn rồi. Đó, mọi người phải để ý map, mọi người phải để ý map nhiều vào rồi giết mọi người sẽ quen à. Rồi, ok. Đó, nói chung là Zena bị chết 2 mạng rồi thì nó không làm gì mình gì mình đâu. Trời ơi. Mà một khi con gian này thì đối với con kẻo Zena thì nó cũng trên cơ nhé mọi người. Đó, hồi xưa chắc chắn trên cơ, còn bây giờ thì kiểu vẫn ok thôi, bởi vì hồi xưa là chiêu nó phải nổi. Mới thế nào? Vai game. Tôi cứ tưởng nó không có trong đó thì tự nhiên đang đánh cái nhìn này hiện mệ nó ra trong khi tôi vào bụi rồi. Vãi game ảo thật chứ. Ui kìa. Trời ơi, nè chết này, chết. Ừ, ok, siêu vậy cho mình nhá. Đó, trận này đi top đầu game 3-0 cái này rồi thì thôi top bạn chơi game này nữa. Trận này là tôi coi như là tôi ép top được top bạn hoàn toàn rồi. Đó, tầm này top nó mà đánh nhau tôi là tôi chỉ cho nó phát là chết luôn nhá mọi người. Rồi, không biết thằng top đâu rồi, chắc là biến về nó hồi máu rồi quá. Đó này, tôi sẽ tranh thủ toàn con quái này nhé mọi người. Nói chung là đi top thì mọi người cứ cố gắng lấy sai di chuyển sao cho hợp lý được coi. Đừng có bỏ len lâu quá nha. Trường hợp nào muốn bỏ hợp lý thì mới bỏ nha. Chứ mọi người bỏ len lâu quá, mọi người di chuyển lâu quá là nó sơn luôn cái trụ ở dưới đấy. Nên là đi top thì cẩn thận nha. Rồi, đó, thằng Zena đi chuyển rồi nên là tôi len nó quay nó cover đường cho Zena mọi người ơi. Rồi, trời ơi Zena ơi. Rồi, ok, bây giờ thì tôi sẽ đi qua đây nhá, đứng đây xíu thì con là quạ ấy kìa, thằng tôi đến ở đây này, từ từ đi vòng đánh không ôi tôi đến nó xa quá mọi người. Thôi giờ đi về lên nhá, nói chung là chỉ đi một lúc thôi, cảm giác không đánh được thì phải về lên thủ lên. Ui vãi nổi thật. Rồi đi đường này nhá mọi người. Rồi ulti né hổ con Vedet này, chạy thôi. Trời ơi, phá nó mà ở lại mà tôi cấu chiều con Vedet là coi như là toang đấy. Ok, thằng này làm gì ấy. Rồi xong, chết đâu. Ui thôi ôi, Zena ơi, Zena. Rồi, ông ham đánh trụ cái rồi chết luôn trong trụ mà ấy. Ui, top bạn chơi đấu hài thế. Này thì ham trụ này. Trời ơi, ham trụ vô đánh tôi trong trụ luôn mọi người. Trời ơi, hên là phá nó trụ bắn đầu á, đủ đam vào đó luôn. Rồi ok. Trời ơi, mới đầu game top bạn đã chết 0-3 cái này rồi, đánh đấm gì nữa, mới có 5 phút đồng hồ thôi. Đó, team tôi thì cũng khá là ổn. Ui giời, rừng tôi bị ao nhây rồi mấy ông ơi. Rồi, nói chung là nấp đây đợi xíu nhé, đợi xíu thằng nào ra đây. Rồi, team tôi ra rồi thì ra farm ké lính luôn. Đó, xin ít vàng thôi. Rồi, bây giờ thì qua đây cướp combo đỏ chứ còn gì nữa. Để ý rồi, chạy đâu, bố này. Ui, không đủ ăn được rồi mọi người. Nhưng mà sẽ chắc chắn là sẽ không combo đỏ ăn.
Ô kìa, vừa nói cho chắc vừa đổ sóc vậy. Bên nó cay, trời ơi nhục thế không biết. Vai nồi, ba thằng để một con đếp bề nó ra đấm cái ăn luôn. Chán thật sự chứ. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiếp tục nâng cái đào nha mọi người. Nãy trận này tôi xanh rồi nên tôi không cần phải nâng cái giải kiên cường đâu. Còn mọi người bình thường mọi người đi lên nào mọi người sợ mà mọi người sợ thua á, mọi người nên nâng giải kiên cường nhá. Bởi vì nâng giải kiên cường mọi người né cái đèn này chết này, mọi người né cái gì nhỉ? Ui trời ơi, dừng là một phát kìa. Trắng cái máu Jenna luôn. Thôi Jenna tầm này 04 rồi. 04 05 gì đấy. Đó, mọi người nâng cái giải kiên cường này kiểu con Jenna nó combo á, nó đẩy ấy. Nên thì mọi người có giải kiên cường thì mọi người chắc chắn mọi người sẽ né được cái đẩy nha. Chứ mà ăn nguyên một combo của Jenna là mọi người biết rồi. Con nó mà xanh nó có đồ thôi, nó không phải xanh đâu, chỉ cần có đồ thôi. Là một combo cái trắng cái máu AD rồi. Đây bay vô combo chết thằng này này mọi người. Rồi đánh thường này, bộ này chạy đâu. Đánh thường nhá, ulti này. Kìa. Trời ơi, nó mất ulti rồi phải để tôi ăn mạng chứ. Rồi, nó nói thế thôi chứ ai ăn cũng được nhá mọi người. Rồi bây giờ thì qua đây cướp con thần. Ơi kìa, ăn thần đi, tôi hết mana rồi mấy ông ơi. Trời ơi, dừng ham mít quá, vô phủ đi hết mana rồi ông nội. Trời ơi, để mít ra dọn đâu không chịu. Rồi, rồi bây giờ thì vô chém thôi. Ơ kìa, ý là phải cho tôi ăn chứ. Trời ơi, ông ra ông farm link mít xong rồi tôi ngồi tôi đánh sầu lờ luôn, còn hết mana nữa. Rồi bây giờ biến về nhá mọi người. Đó, để rồi xem này, tôi sẽ nâng cái đao nha. Rồi, nâng cái đao đi. Đó, tầm này có Vedet thì cứ nâng đao nhé mọi người. Nói chung là tôi nâng đao không phải là do tôi sợ Vedet hồi máu đâu, mà tôi nâng đao để cho nó khỏe tí mọi người. Bởi vì đao nó có miếng giáp, có miếng giáp nó sẽ trâu hơn. Nó nên là gặp mấy con Elsu bắn nó cũng đỡ đau nữa mọi người. Chứ mọi người mà không có giáp mà tí là còn con Elsu nó mà có đồ nó bắn một phát là cục máu đau lắm. Thôi, rồi ok. Đó, bây giờ chém lính xong rồi. Nói chung là tên đánh nhau cứ kệ đi. Tôi cứ đẩy một len lên này rồi thì nó sẽ bị chia lực lượng nào mọi người. Đó, bây giờ thì tôi ở trên cao quá rồi, tôi không di chuyển được về nhá. Mọi người đừng có di chuyển nhá mọi người. Pha này thì tên nó ở trên kia rồi, tôi sẽ lấy luôn cái trụ nha. Rồi, đó, ba đứa ở trên kia kìa. Ui, tên đánh nhau gần chết kìa, thằng cô len đang xuống cho tôi nhá mọi người. Đó, đấy nó vừa mít, cái em nó đang xuống cho tôi đó. Rồi, bây giờ thì chém con khoái xong rồi đi qua đây farm con bùa nhá mọi người. Đấy, bùa lù mới ra luôn đó. Rồi, giờ farm con bùa xong rồi lượm luôn một cái nhỏ ở trên nhá. Rồi, ơ kìa, tôi tưởng tôi đen nó qua rồi chứ mà nó vẫn chưa qua à. Thế ở lại đánh luôn cái trụ kia, lấy luôn một trụ nhà lính là ngon rồi. Trời ơi, tôi cứ tưởng là nó sẽ về đép rồi chứ ai ngờ nó không đép mọi người. Rồi, bây giờ thì tôi đen này. Ủa, sao tôi đen nó bị gì ấy? Nó bị gì đấy? Trời ơi, dừng tôi trong làm một phát cái tôi đen nó chết muốn chết luôn rồi mọi người. Rồi, bây giờ để em vào trụ này. Rồi, bay vô chém luôn. Chém. Ui, đá vào ra ngoài rồi. Rồi, để trụ đi mọi người. Để trụ đi. Ui, không được rồi. Từ từ nhá. Đẹp này. Đánh thường này, né này. Rồi, bỏ này. Ui, không giết được à. Này, đánh thường này. Rồi, đứa thứ hai thì đánh thứ một chết này. Ok, cái bạn chết 3 người rồi. Này, còn cái đấy này tốc biến này. Lúc thứ hai này đánh thường này. Ui, không đủ đam rồi. Ê, trời ơi, không đủ đam kìa, cay thế nhở. Ui, tiếc thế, vào đâu mà con vết không đủ đam mọi người. Ui, nè, che được rồi. Ui, bãi nồi. Tôi cứ tưởng là che được rồi chứ. Nên là tôi cứ đi theo một hướng thôi. Quên mất là tôi đây nó còn có chưa giật, nó nhảy ra phát chính tôi luôn mọi người. Ui, che. Rồi, ok, tôi hồi sinh đây. Tại mày tôi lên cấp 12 rồi, tôi sẽ bán thay cái giày hiệu ứng nhé mọi người. Nói chung là làm gì làm, nãy giờ mọi người thấy không? Con bé nó dùng chiêu choáng thôi ấy. Tôi không có thời gian giảm ứng, nghe nó choáng lâu quá. Rồi, bây giờ thì đến tầm này rồi tôi sẽ bán đi, tôi nâng cái giày kim cường nhé. Mọi người chỉ nên nâng cái giày hậu vệ đầu game thôi nhá. Cuối game thì tùy trường hợp mọi người nên bán đấy nhá. Tên bạn mà có nhiều khống chế quá thì tốt nhất là lên bán cái giày hậu vệ nâng cái giày kim cường khi ở cuối game nhé. Mọi người để mọi người có thể nói chung là dãy dụ nhau tranh nhiều hơn. Đó, mọi người bị choáng lâu quá là tên bạn nó dồn phát là chết luôn đấy. Rồi, có vẻ nó chuẩn bị ăn rồng à. Nhưng mà từ đây, rồi xong bạn Jenna ơi, hết chiều đúng không? Bộ này, đánh thường này, chém thường này. Ơ kìa, ui, vai nồi, chạy làm gì nữa, trời ơi, màu mè thế. Rồi, gì đấy, nè, lướt tiêu 2 chết luôn này. Ui, không cho tôi giết con đi còn câu giờ nữa. Trời ơi, tem tôi ở dưới đánh nhau chết hai người ở dưới nữa rồi kìa. Trời ơi. Rồi, ok, bây giờ tôi sẽ qua lượm con rồng nhé mọi người. Nhưng mà cảm giác đánh lâu quá, hồi bỏ đi mọi người ơi. Con rồng này tôi không đi rừng, nó đánh đúng lâu luôn. Đây này, thằng Elsu còn tí máu này. Rồi, ok, nói chung là nó lui rồi thì bỏ nhé. Ôi, không được tốc biến rồi, tôi đang tính tốc biến nhưng mà không được tầm mọi người ơi. Rồi, ok, đánh thường này. Nè, biết vô đây. Dám vô không? Dám vô tôi bật ulti tôi combo cho đấy. Tầm này tôi có 12 rồi, bé nó không phải đối thủ của tôi đâu mọi người. Rồi ulti này bắt AD này mọi người. Rồi chém thường này, bổ này, lướt ra ngoài này, lướt hai tầm này, né con. Ui, hên quá.
hên là tới kịp đồng đội mọi người, chém nữa mà không tôi mà lướt không kịp là coi như là lôi điểm của con tu đen nó giết tôi rồi mọi người ơi. Rồi bây giờ thì khả năng thì trận đấu này kết thúc không nhỉ? Với kệ win ông ta, chắc chưa win được rồi mọi người ơi. Tên bạn đép một lính thôi, bây giờ chỉ còn cách là lên đây đẩy lính lấy luôn cái trụ nhà lính thôi nhé mọi người. Lính hai bên đang hai đường đang cao nên là cứ thoải mái đấy đi. Kìa ADSB ra tranh thủ ép đi. Ui không ép được lính con nào à? Ừ hay quá, vẫn ăn được một trụ kìa. Ui hết lính rồi. Trời ơi chán thế nhở. Tôi chuẩn bị hết hết bổ hết mana này mọi người. Rồi đó, hên trận này có Violet nè, cứ tranh thủ lộn lộn mấy cái là trụ mất à. Ôi thôi xong rồi, tên bạn pha này thua rồi mọi người. Pha này chắc chắn là kiểu gì tên bạn cũng thua à. Trời ơi bé đấy ảo tưởng bay vào rồi, thôi pha này thắng rồi. Rồi pha này thắng chắc rồi, bây giờ đợi lính vô rồi win luôn nhé mọi người. Ok, cảm ơn anh em đã coi clip nha. Nếu thấy hay thì nhớ cho mình xin một like, subscribe nhé mọi người. Rồi, ok, đánh thường này. Ui không được rồi. Mà thôi, clip này kết thúc ở đây nhá. Cảm ơn anh em đã coi clip nha. Nếu thấy hay thì đừng quên cho tôi xin một like, subscribe ủng hộ mình nha. Bye bye. Cảm ơn anh em rất là nhiều.